Đây đang đi ra kệ. Té mất rồi, không làm nữa rồi, bỏ chốt rồi. Có ai đâu. Đây là mình đứng ở đây mà. Em ơi, ra anh bảo. Mày mày ra anh bảo, cu, ra anh hỏi đi. Mày bị bắt xe à? Bắt xe à? Kiểm tra cái gì đấy? Đây đây, ra anh bảo. Người ta kiểm tra cái gì? Họ kiểm tra về vấn đề gì? Ủa? Hỏi các anh xem có chuyên đề kiểm tra hành chính không? Ôi, nước nổi gì anh? Nhà Lương Sơn à? Vâng. Đây, uống không đâu bạn. Thôi anh cười đi, em cũng cười thôi. Thôi anh cứ ngồi đi. Ôi, xin anh đấy, về đi. Nhà em Lương Sơn à? Vâng, cho nó về đi anh ạ. Hả? Cho cu con này nó về đi. Nhà em Lương Sơn à? Vâng. Được về mà yên tâm. Bắt tay bắt chân mệt người. Thank you.
Chả có biển báo, chả có cái, chả căng dây căng giếc đứng đây làm gì. Lấy được xe chưa? Bây giờ anh bảo bây giờ nó cần bảo lấy cái gì? Hả? Bảo gì đâu. Cho. Cần giấy tờ à? Nếu thầm đỗ luôn. Chạy luôn. Chết hại. Hả? Bắt được đâu, lấy đâu ra, có chuyên đề chứ đủng gì bắt vớ vẩn. Dọi dọi vào đây. Đi ngay. Ê, mũi đốt kìa các bạn. Đại ca ra đây bắt về vấn đề gì? Có thằng cu này có bắt xe và kiểm tra hành chính này. Này bắt lâu chưa?